Con lừa và con la Lừa và la cùng đi đường Hai con cùng chở hàng bằng nhau Lừa cầu nhau là la cũng mang bằng nó như nhận phần thức ăn gấp đôi La lẳng lặng không nói gì Được một quãng, lừa thấm mệt Người chủ hàng lấy bớt một phần hàng trên lưng lừa chuyển sang cho la La không phàn nàn gì, tiếp tục đi Được một quãng đường nữa, lừa càng đuối sức Chủ hàng lại lấy thêm hàng chuyển sang cho la Trên lưng lừa hầu như chẳng còn hàng hóa gì nữa Léo đẽo đi sau, vừa đi vừa thở hồn hển. Khi ấy, La quay lại bảo lừa. Này bạn thân mến, tôi đáng được hưởng gấp đôi phần ăn đấy chứ. Trước khi phán xét hay nhận định một vấn đề nào đó, chúng ta không chỉ nhìn vào khởi đầu mà còn phải quan sát cả quá trình và kết thúc.